Thưa quý vị và các bạn, Trung đoàn Bộ binh 20 Sư đoàn 330 Quân khu 9 là đơn vị chủ lực trực sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Đặc biệt trong những ngày lễ Tết, đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra canh gác để nhân dân vui xuân đón Tết. Trong những ngày cuối năm Canh Tí, buổi sáng tiết trời se lạnh, báo hiệu những ngày xuân Tân Sửu sắp đến gần. Cũng là lúc cán bộ chiến sĩ ra sức huấn luyện trên tinh thần sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Các tiểu đoàn bộ binh trực thuộc Trung đoàn 20 thực hiện nghiêm túc chế độ giao ban tiểu đoàn, huấn luyện điều lệnh, huấn luyện thể lực, báo động hành quân di chuyển, lau chùi vũ khí trang bị và hành quân rèn luyện. Đây là 6 bài huấn luyện rèn luyện đã trở thành quen thuộc, thuần thục từ cán bộ chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 20. Thì trực cái tháng cao điểm trong cái sẵn sàng chiến đấu thì toàn trung đoàn đã lãnh đạo chỉ đạo tổ chức quán triệt một cách nghiêm túc và cụ thể là triển khai cho các cơ quan đơn vị tổ chức thực hiện rồi tổ chức rèn luyện cho bộ đội là thuần thục các cái phương án sẵn sàng chiến đấu rồi bên cạnh đó là tổ chức luyện tập một cách thường xuyên đặc biệt là cái sẵn sàng chiến đấu bảo vệ cơ quan, đơn vị. Tiểu đoàn Bộ binh 6 là đơn vị tiêu biểu trong công tác huấn luyện trực sẵn sàng chiến đấu. Đơn vị quán triệt sâu sắc các mệnh lệnh, chỉ thị của quân khu 9 và sư đoàn 330 về công tác sẵn sàng chiến đấu. Luyện tập nghiêm túc các phương án theo kế hoạch, chú trọng hành quân xa để rèn luyện sức khỏe và khả năng cơ động cho cán bộ chiến sĩ trong mọi tình huống. Đơn vị duy trì nghiêm túc các kiếp trực quân số, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ. Đơn vị thực hiện đúng phương châm, cơ bản thiết thực, vững chắc và nhanh, mạnh, chính xác. Cán bộ chiến sĩ trong toàn tiểu đoàn tổ chức quán triệt nghiêm túc cái chỉ thị mệnh lệnh của tư lệnh quân khu, của sư đoàn trưởng, đặc biệt là quán triệt về cái chỉ thị số 81 ngày 8 tháng 1 năm 2021 của đồng chí sư đoàn trưởng về sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Rồi, trong đó là theo quy định của Bộ Quốc phòng là đối với hạ sĩ quan chiến sĩ là trong dịp Tết Tân Sửu này là 100% là ở lại trực Tết cho đơn vị, tại đơn vị là cho người dân là bảo đảm vui xuân đón Tết. Thực hiện chỉ đạo các cấp chỉ huy trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng biên giới Tây Nam của Tổ quốc, từng cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 20 thuộc Sư đoàn 330 Quân khu 9 đã tự giác đăng ký ăn Tết tại đơn vị. Cán bộ chiến sĩ coi đơn vị là nhà, là quê hương thứ hai của mình. Chính vì vậy, không khí đón Tết dù đơn giản nhưng rất đầm ấm, vui tươi. Tôi và các đồng chí cũng an tâm tư tưởng ở lại đơn vị xây dựng, củng cố để đơn vị đón Tết Tân Sửu năm 2021 lần đầu tiên trong quân ngũ. Chúng tôi đã được chỉ huy cấp quán triệt chỉ thị mệnh lệnh cho chúng tôi là Tết ở lại trực Tết. Và chúng tôi đã an tâm tư tưởng ở lại ăn Tết cùng đơn vị và các đồng chí để thực hiện nhiệm vụ cao cả và thiêng liêng để bảo vệ cho bà con. Thời gian qua, cán bộ chỉ huy, chiến sĩ của Trung đoàn 20, Sư đoàn 330, Quân khu 9 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ cấp trên giao. Năm 2021, đơn vị triển khai rất sớm kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu, không để bị động bất ngờ, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và các lực lượng khác bảo vệ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng biên giới trong những ngày xuân Tân Sửu.